Hello hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Cloverfield, một trong những cái tên ấn tượng nhất không chỉ của dòng phim quái vật mà còn của cả dòng phim found footage. Con quái vật khổng lồ tới từ ngoài vũ trụ hay tới từ một địa điểm nào khác? Ai đã đánh thức nó? Mục đích thật sự của Clover ở thành phố New York là gì? Liệu có bàn tay nào đứng sau và thao túng con này không? Tất cả các câu hỏi sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Và đây là video đầu tiên trong chuỗi 4 video giải thích 3 phần và cả vũ trụ Cloverfield. Nên nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim thì đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ chúng nhé. Trước khi bắt đầu, ngoài điện ảnh thì chúng mình còn có hẳn một kênh chuyên về game mang tên Phê Game, nên các bạn đừng bỏ lỡ. Đường dẫn mình sẽ để ngay ở đây. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi. Dành cho những bạn chưa biết, Cloverfield là một tác phẩm kinh dị, giật gân, found footage, ra mắt vào năm 2008, được sản xuất bởi J.J. Abrams, đạo diễn bởi Matt Reeves và biên kịch bởi Drew Goddard, tay viết đằng sau bộ phim kinh dị xuất sắc The Cabin in the Woods mà chúng mình sẽ giải thích trong ngày mai. Nhờ vào chiến dịch truyền thông thực thể ảo mang tên ARG hay Alternate Reality Game mà Cloverfield đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ trước cả khi ra mắt. Với kinh phí khá khiêm tốn, phim đã trở thành một cú hit bất ngờ tại phòng vé khi mang về khoản doanh thu gấp 7 lần. Phần sau của video này sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của Cloverfield, nên nếu các bạn chưa xem phim thì đây là thời điểm hoàn hảo để tắt video này và bật nó lên. Còn nếu các bạn đã xem phim rồi hoặc là không quan tâm đến spoiler thì ok, chúng ta bắt đầu thôi. Giả dạng tư liệu từ một máy quay dân dụng thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Cloverfield theo chân Rob Hawkins, một chàng trai trẻ tuổi sống tại New York. Vào tối ngày 22 tháng 5 năm 2008, Rob tổ chức một bữa tiệc cùng bạn bè để ăn mừng thành tựu vừa thăng chức tại công ty Slusho, một công ty sản xuất đồ uống xuất hiện trong tất cả các bộ phim của J.J. Abrams, kiêm mắt xích kết nối các dữ kiện giải thích mà mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Bỗng nhiên, một vụ nổ làm rung chuyển cả thành phố, đầu tượng nữ thần tự do lăn lông lốc như một quả bóng và hỗn loạn nhấn chìm mọi thứ. Cùng với Marlena, Lily, Hutt và em trai Jason, Rob nhanh chóng di tản, rồi quyết định đến cứu người bạn gái cũ Beth ở bên kia thành phố. Theo thời gian, nhóm bạn dần nhận ra nguyên nhân mà New York chìm trong biển lửa là bởi một con quái vật khổng lồ đã thức tỉnh từ lòng đại dương và đang hoành hành ở đây. Thành phố giờ đây đã chính thức trở thành một cái sân chơi cho con quái vật với bí danh là Clover. Vậy nên, chúng ta có cái tên Cloverfield hay sân của Clover. Trên đường, Jason qua đời trong một vụ sập cầu mà con quái vật là thủ phạm, còn Marlena thì chết do bị ký sinh trùng của nó tấn công. Sau khi giải cứu được Beth, Lily được trực thăng quân đội thành công đưa đi. Tuy nhiên, trực thăng của Rob, Beth và Hutt khi đang cất cánh thì bị Clover tấn công rồi rơi xuống đất. Tỉnh dậy, Hutt bị ăn thịt. Cặp đôi thì cầm camera trốn dưới một cây cầu, chờ cho cơn ác mộng lắng xuống. Tại đây, chúng ta nghe thấy tiếng quân đội sử dụng vũ khí hạng nặng để giết chết con quái vật. Một vụ nổ xảy ra, nhấn chìm hai người trong đổ nát và camera tắt. Chưa hết, khi những dòng credits của bộ phim chạy, có một đoạn audio như sau. Tuy nhiên, nếu chúng ta tua ngược đoạn audio này, sẽ có. Tuy nhiên, chính đạo diễn J.J. Abrams đã xác nhận rằng con quái vật trong phim đã thật sự chết trong một phỏng vấn với tờ báo The Rolling Stone. Đúng, nó chết rồi. Những quả bom cuối cùng cũng đã hạ gục được nó. Một trong những câu hỏi lớn nhất trước, trong và sau khi xem Cloverfield là con dở hơi kia nó chui từ chỗ quái gở nó ra vậy? Nếu bạn là một người tinh mắt, thích soi mói, bạn sẽ thấy rằng trong một vài giây ngắn ngủi, ở đoạn footage khi Rob và Beth đi đu quay tại Coney Island, một vật thể lạ đang rơi từ trên trời xuống đại dương. Có một giả thuyết cho rằng đây chính là Clover đang rơi từ ngoài vũ trụ xuống trái đất. Và sau khi nghỉ dưỡng gần một tháng, nó tỉnh dậy rồi phá tung thành phố. Nếu chúng ta chỉ xem phim thì không khó để thấy giả thuyết này khá là thuyết phục. Tuy nhiên, như có nói ở trên, trước khi đến với khán giả đại chúng, Cloverfield đã có một chiến dịch quảng cáo vô cùng tỉ mỉ, thông minh và sáng tạo. Một trò chơi thực tế ảo dành cho thế giới trong phim. Ở đó, chúng ta có những thông tin đầy đủ về không chỉ các nhân vật, về công ty Slusho và cả về công ty mẹ của Slusho, mà còn có những bằng chứng rằng vật thể rơi từ trên trời kia hoàn toàn không phải là Clover. Những thông tin mà mình chuẩn bị đưa ra xoay quanh ARG cũng như nguồn gốc của Clover được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu nhất đến từ truyện manga Cloverfield Kishin, blog Cloverfield Clues, Cloverfield Fandom Wiki cũng như các tờ báo quốc tế. Theo Slash Film, trong thông cáo báo chí giới thiệu về Cloverfield, nhà sản xuất J.J. Abrams đã giới thiệu về con quái vật như sau. Nó là một đứa trẻ sơ sinh, nó mới đẻ, nó hoảng loạn, mất phương hướng và khó chịu, và nó đã ở dưới đáy biển hàng nghìn năm. Chờ tí, Clover là một con non á? Đúng vậy,
con quái vật khổng lồ cao đến gần 100 mét này thực chất là một cá thể sơ sinh. Nó đã tồn tại dưới đáy đại dương hàng nghìn năm. Ấy là cho đến khi một công ty mang tên Takurato phát hiện ra Clover và quyết định xây một giàn khoan dầu bình phong để nghiên cứu nó. Để có thể tiếp tục một cách thuận lợi nhất, mình xin phép nói qua về Takurato. Trong thế giới giả tưởng của Cloverfield, Takurato là một tập đoàn dầu mỏ khổng lồ được thành lập sau Thế chiến thứ hai với 13 giàn khoan trên khắp các đại dương. Các công ty con của Takurato bao gồm Slusho, hãng nước giải khát mà Rob Hopkins làm việc cho, Bold Futura, một công ty chuyên phát triển công nghệ vệ tinh mà Howard Stambler là nhân viên cũ. Đúng, ông béo trong 10 Cloverfield Lane ấy. Và cuối cùng là Yoshida Medical Research, gọi tắt là IMR, một công ty chuyên nghiên cứu các sinh vật sống trong môi trường hà khắc dưới đáy đại dương để hỗ trợ y tế. Cả ba phần Cloverfield đều có sự xuất hiện của ít nhất một trong các công ty kể trên. Tuy nhiên thì mình xin phép để dành lời giải thích về sự kết nối vào một video riêng nhé. Còn bây giờ, quay trở lại với cả Cloverfield đã. Trong số 13 giàn khoan thì Chuai là cái tên mới nhất. Nó đi vào hoạt động lần đầu vào tháng 7 năm 2007, gần một năm trước những sự kiện trong Cloverfield. Takurato cũng đã quyết định không hề đưa chi phí vận hành Chuai vào bảng báo cáo quý 3 cùng năm, như thể họ muốn ẩn đi sự thật rằng giàn khoan này đang được vận hành ở đây vậy. Trong khoảng thời gian hoạt động mờ ám ám của mình, Chuai đã cử những tàu ngầm xuống đáy đại dương để nghiên cứu Clover. Và cũng tại đây, họ đã chụp ảnh được những cá thể HSP, Human Scale Parasite, loài ký sinh trùng quái vật sống bám trên người của Clover. Những HSP tuy có kích cỡ và trọng lượng chỉ ngang một con chó, nhưng lại sở hữu đến 10 chân sắc nhọn, cùng với đó là một bộ hàm khổng lồ. Trong phim, chúng ta có thể thấy vết cắn của HSP đã khiến khoang bụng của Malena nổ tung, giết chết cô. Và trong mục đặc biệt của Cloverfield bản Blu-ray, có một giả thuyết được quân đội Hoa Kỳ đưa ra, đó là nước được đổ vào vết thương của Malena đã phản ứng với nước dãi của HSP, đẩy nhanh quá trình chết của cô. Và hãy cùng nhìn vào video quảng cáo thức uống Slusho này, cảm thấy hạnh phúc nhưng mà ở bụng. Cùng với đó, câu slogan của Slusho là Slusho khiến bụng bạn nổ tung bởi sự hạnh phúc. Đáng nghi ngờ đúng không? Được biết, thành phần chính trong Slusho là Kate no Mitsu, tên tiếng Anh là Seabed Nectar hay mật ngọt từ đáy biển. Nghiên cứu cho thấy Seabed Nectar có tác dụng bất ngờ như đẩy nhanh tốc độ phát triển của tế bào, tăng sức khỏe, thúc đẩy khả năng tái tạo cơ bắp, tinh mắt, nhuận tràng, mềm da, vân vân và vân vân. Cũng trong bản Blu-ray, chúng ta được biết rằng cô gái này mang tên Jamie Lascano. Jamie là bạn gái của một nhân viên giàn khoan Chuai, người đã phát hiện ra những kế hoạch mờ ám đang xảy ra ở đây và gửi cho Jamie rất nhiều Seabed Nectar nguyên chất đông lạnh. Vài tiếng trước khi bữa tiệc chia tay Rob diễn ra, Jamie đã ăn rất nhiều thứ kia và bất tỉnh, chính là tác dụng phụ của hành động đó. À từ từ, đẩy nhanh tốc độ phát triển của tế bào á? Có lẽ nào các tế bào trong người của Malena đã được đẩy nhanh tốc độ phát triển quá mức, khiến cơ thể của cô nổ như một quả bóng không? HSP sống ở đáy biển, và theo khám nghiệm của quân đội Hoa Kỳ, máu của chúng cũng chứa rất nhiều hợp chất Kate no Mitsu kia. Vậy nếu máu của chúng có mật ngọt từ đáy biển, thì chúng ta không thể nào bỏ qua khả năng nước dãi của chúng cũng có chất này được. Phải chăng Slusho là sản phẩm được tạo ra từ hoạt động khai thác và chăn nuôi HSP của tập đoàn Takurato? Nếu đúng, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên một thức ăn ghê tởm trên màn ảnh lớn được làm ra từ nguyên liệu kinh hoàng đâu. Trước đây, chúng ta đã từng có một vài ý tưởng tương tự trên màn ảnh rộng như Soylent Green từ thịt người và những thanh protein từ rán. Tuy nhiên, sự thật là gì thì chắc chỉ có biên kịch với cả đạo diễn biết thôi. Vậy thì những HSP này có liên quan gì đến con quái vật khổng lồ? Trong bản Blu-ray, chúng ta thấy quân đội nốt lại thông tin rằng có đến khoảng 2.000 con ký sinh trùng nhảy ra từ Clover. Vì bản tính hung dữ, chúng cũng cần phải bị hủy diệt y như con quái vật. Và một số giả thuyết cho rằng chính những con ký sinh trùng kia đã chọc giận Clover, khiến nó trút sự tức giận lên đất liền. Và đây là khi manga Cloverfield Kishin có thể giúp chúng ta. Cloverfield Kishin được sản xuất bởi chính J.J. Abrams và công ty Bad Robots, xuất bản từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2008. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin khẳng định rằng Cloverfield và Cloverfield Kishin tồn tại trong cùng một vũ trụ. Đầu truyện này không chỉ giới thiệu chúng ta với một con quái vật khổng lồ khác chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ở Tokyo, Nhật Bản, mà còn hé lộ rằng có một giáo hội bí mật thờ phụng loài sinh vật cổ xưa này, rằng Clover không phải là một cá thể đơn độc mà là một thành viên của cả một chủng loài. Và quan trọng nhất, rằng con quái vật ở Tokyo cũng sử dụng HSP để giết hại người dân. Vì vậy,
chúng ta có thể phần nào khẳng định rằng quân đội Mỹ chả biết một cái gì cả. Vậy nếu không phải ký sinh trùng thì mối quan hệ giữa HSP và loài quái vật khổng lồ là gì? Giả thuyết của mình là chúng là hai loài cộng sinh. Trong thế giới động vật, việc hai loài dựa dẫm vào nhau để sống là một điều không có gì mới mẻ. Đơn cử là loài cá rác mút xử lý các ký sinh trùng khó chịu trên người của cá mập, và đổi lại, cá mập sẽ bảo vệ chúng. Hay lấy một ví dụ gần gũi hơn đi, đó là tài khoản Netflix, bốn người cùng nhau trả tiền và ai cũng được lợi. Theo mình, HSP và Clover tồn tại cùng nhau. HSP dọn sạch những thứ khó chịu bám vào người Clover như rong, tảo, các loài động vật nhỏ như tôm, cua. Và đổi lại, Clover bảo vệ các HSP khỏi những loài thú săn mồi to lớn nguy hiểm. Hơn nữa, dòng giới thiệu về quá trình phát hiện Seabed Nectar cũng có miêu tả. Một ngày, công ty mới của Ganu là Tagrato phát hiện ra Seabed Nectar. Ganu là tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Tagrato. Trong đêm, khi Ganu đang mơ mình là một con cá nhỏ, thì bỗng nhiên một con cá voi đến và nói với ông rằng ông nên uống thử nguyên liệu mới. Sau khi làm vậy, ông hóa thành một con cá voi khổng lồ. Tỉnh dậy, Ganu nhận ra mình đã tìm ra thứ nguyên liệu ma thuật. Không khó để liên tưởng con cá voi ở trên chính là một con quái vật khổng lồ. Cá voi sẽ mang đến thứ nguyên liệu kia. Và như đã nói ở trên, Clover chỉ là một cá thể trong số không biết bao nhiêu bọc trứng dưới đáy đại dương. Vậy nên, không thể nào loại trừ khả năng các giàn khoan của Tagrato được dựng nên thực chất là để khai thác loài HSP và để nghiên cứu loài Clover rải rác trên khắp thế giới. Quay trở lại với giàn khoan Chuai, chỉ 3 tháng sau khi đi vào hoạt động, vào ngày 27 tháng 12, giàn khoan Chuai đã bị Clover tấn công. Khả năng cao là do trong ngoài nó quá nhiều. Từ cuối tháng 12 năm 2007 đến giữa tháng 5 năm 2008, không có bất kỳ dữ kiện nào về tung tích của Clover. Nhìn vào kích thước của Clover khi nó tấn công giàn khoan Chuai và trong phim, dễ dàng kết luận rằng con quái vật đã săn mồi và lớn lên rất nhiều trong khoảng thời gian đó, phải không các bạn? Trong Cloverfield Kitchen, chúng ta còn được biết một thông tin vô cùng hữu ích nữa. Đó là một thứ mang tên Splinter of Amnion. Theo thông tin từ bố của nhân vật chính, một nhà nghiên cứu cấp cao hoạt động trong công ty Tagrato, Splinter of Amnion có khả năng gửi tín hiệu đến các con quái vật và chờ này, điều khiển chúng. Trong truyện, cục điều khiển kia được mẹ của nhân vật chính lấy trộm từ chồng rồi đặt vào trong người của cậu. Bởi lẽ, bà là người thuộc giáo hội bí mật tôn sùng giống loài quái vật khổng lồ. Họ tin rằng một ngày, các vị thần cổ xưa kia sẽ trở lại và đưa trái đất trở về đúng những ngày tháng tươi đẹp trong lành. Và nhân vật chính của Cloverfield Kitchen chính là chìa khóa giúp điều này có thể trở thành hiện thực. Về phía của Tagrato, họ cũng truy lùng Kitchen vì Splinter of Amnion là một thứ được tìm ra bởi và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn khổng lồ. Kết thúc đầu truyện, sau khi thấu hiểu toàn bộ cảm xúc của Kitchen nhờ Splinter of Amnion, con quái vật đã dừng tấn công Tokyo, quay trở về đại dương và lặng lẽ chết, trong khi nhân vật chính của chúng ta vẫn sống sót. Mình tin rằng sau sự kiện này, CEO của tập đoàn Tagrato đã dùng quyền lực và mọi thủ đoạn để đạt được Splinter of Amnion. Vì khi đạt được nó, ông không chỉ nắm trong tay tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, mà còn giữ khả năng điều khiển những con quái vật khổng lồ nguy hiểm. Về cơ bản, khi đạt được Splinter of Amnion, Kanu Yoshida sẽ trở thành một vị thần. Trong bản Blu-ray, quân đội Mỹ có nốt rằng Yoshida có mặt ở thành phố New York trước thời điểm Clover tấn công và đã an toàn rời khỏi thành phố từ rất sớm. Hành tung của ông, đến cả lực lượng cảnh sát quốc gia Nhật Bản cũng không hề biết. Không những vậy, Kanu Yoshida còn được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ liệt vào danh sách kẻ tình nghi. Tình nghi cho việc gì? Cho việc tấn công thành phố New York chứ còn cái gì? Mình có 3 giả thuyết cho việc này. Giả thuyết thứ nhất là về góc độ kinh doanh. Trên trang web đã sập của Tagrato, chúng ta phát hiện rằng thị trường phương Tây của họ không phát triển mạnh như phương Đông. Mà trong khi đó, thứ nước uống đông lạnh kia lại có tác dụng thần kỳ làm người tiêu dùng nổ tung với hạnh phúc. Ai mà lại không muốn thử một thứ thức uống hấp dẫn đến như vậy chứ? Cách dễ dàng nhất để khiến cư dân phương Tây muốn vui vẻ hạnh phúc là khiến họ phải hoảng sợ và tuyệt vọng tột độ. Và làm gì để khiến họ cảm thấy như vậy? Điều khiển một con quái vật khổng lồ đến tàn phá thành phố hiện đại và đông dân bậc nhất Hoa Kỳ. Rồi sau khi sự kiện này khép lại, chạy chiến dịch quảng cáo Slash Show khiến bạn nổ tung với hạnh phúc. Không chỉ có vậy, Tagrato còn có thể tăng doanh thu ở mảng y tế với Yoshida Medical Research nếu họ quyết định hỗ trợ những người bị thương trong vụ tấn công. Giả thuyết thứ hai có vẻ ít khả thi hơn là về góc độ trả thù. Tập đoàn Tagrato được thành lập vào năm 1945 với tên hiệu đầu tiên là Hand of Power. 1945 cũng là năm mà Hoa Kỳ đã thả hai quả bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki.
sự kiện kinh hoàng đã mang đến cho chúng ta Godzilla và hơi thở nguyên tử. Nếu nhìn các sự kiện tấn công của Clover tại New York, không khó thể thấy rằng tính chất của nó khá tương đồng với một vụ khủng bố trả đũa. Những vụ nổ khổng lồ xảy ra liên tiếp mà không hề có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào. Đường phố thì chìm trong khói lửa loạn lạc. Người dân hoang mang và tìm cách liên lạc, cứu lấy người thân. Đừng quên rằng Ganu Yoshida đã lặng lẽ rời New York trước khi Clover đến. Như thể ông đã biết trước sự kiện này sẽ xảy ra. Phải chăng chính Ganu là người đã điều khiển Clover đến New York để trả thù Hoa Kỳ về những gì họ đã gây ra với Nhật Bản? Cuối cùng là giả thuyết thứ ba, là cả hai giả thuyết trên đều đúng. Một mũi tên trúng hai cái đích, vừa trả thù được Hoa Kỳ và vừa thúc đẩy được doanh thu. Tất nhiên, giả thuyết thì vẫn là giả thuyết thôi. Nhưng việc cố gắng sâu chuỗi những mẩu thông tin nhỏ để tạo thành một bức tranh toàn cảnh logic, hợp lý sẽ mãi là một thử thách mà phê phim không bao giờ từ chối. À, nếu các bạn đang băn khoăn rằng không thấy phê phim nói gì đến ngoại hình của Clover, thì lý do là bởi vì chúng mình đã nhắc đến rồi, nhưng mà ở trong video top những quái vật khổng lồ của màn ảnh. Nên nếu có thời gian, các bạn hãy ghé qua video đó nhé. Các bạn nghĩ sao về những giải thích trên của phê phim? Giả thuyết riêng của các bạn về bộ phim này là gì? Đừng quên comment ở phía bên dưới và cho chúng mình biết nhé. Và cũng đừng quên rằng đây là video đầu tiên trong chuỗi 4 video về toàn bộ Cloververse, vũ trụ quái vật của J.J. Abrams. Ở số cuối cùng, chúng mình sẽ giải thích rằng tại sao chuyện này. Lại có thể xảy ra trong phần 3 được. Nếu các bạn thấy video này thú vị thì đừng quên chia sẻ nó trên Facebook để nhiều bạn bè có thể phát hiện ra Cloverfield cùng vô vàn những bộ phim tuyệt vời mà thường xuyên được phê phim phân tích nhé. Hành động này cũng sẽ phần nào tạo động lực giúp chúng mình có thể hăng say làm việc hơn đấy. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.